bị, 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng rồi, đi qua trước này đi nhanh quá vậy. Hay quá vậy Lâm bị dạ. Để xuống không được dùng tay. Trời ơi. Xuống đi dạ, xuống đi dạ, xuống đi dạ. Anh đâu ngoài đây, anh đâu ngoài đây. Còn 20 giây nữa. Ráng em. Ráng luôn ca. Ca ơi rớt cái này nữa đi ca, hay lắm ca. Rớt cái ca ra ngoài luôn ca. Ra ngoài luôn đó, đúng rồi. Ra ngoài luôn. Yeah. Ôi, hay quá. 10 giây vô lên. 10 giây. 7 6 không nghe. Không nghe, không thấy. 3 bỏ vô đi. Năm cây anh. Năm cây. Bên đây chúng ta nhận được 2.500.000 đồng. Chúc mừng. Còn bên đây được 4 cây là tổng cộng Lâm Vy Dạ có 2.000.000 đồng. Chúc mừng. Kết thúc vòng 1 rất vui, rất hào hứng nhưng cũng nhiều tiền luôn quý vị. Đội của Hương Thanh có số tiền là 7.000.000 đồng. Chúc mừng. Đội Quốc Thuận có nhỉnh hơn chút xíu. Nhiều anh. 8.500.000. Rồi. Cưng. Còn nhiều điều hấp dẫn mà quý vị sẽ được thưởng thức trong một vài phút nữa. Quý vị và các bạn quay trở lại với trí lực sánh đôi Body and Brain. Ở vòng đầu tiên thì chúng ta đã thấy được hai đội phải nói thi đấu rất là quyết liệt mà cũng rất là vui, đúng quý vị. Còn ở vòng thứ hai này thì đây là vòng cũng phải cần quyết liệt hơn nữa, bởi vì ở vòng thi này đội nào chiến thắng đội đó sẽ bước vào vòng chơi cuối cùng để nhận giá trị giải thưởng là 20.000.000 đồng. Người chơi đầu tiên sẽ tham gia phần lực trước. Người chơi dành được bao nhiêu thời gian thì thời gian đó sẽ nhường cho đội đối thủ của mình. Có nghĩa là các bạn chơi càng nhanh thì đối thủ có ít thời gian để thực hiện cái phần trí tuệ. Còn nếu các bạn chơi chậm thì đối thủ có nhiều thời gian để thực hiện cái phần trí tuệ. Và phần lực đó chơi thế nào, mời mọi người hướng về màn hình.